Khánh mới vừa chở Dì Hương lên trên đây nè. Thì dì Tư với Bằng Cỏ rồi hồi sáng giờ nè. Lát nữa thì Xuân qua lên sau. Hồi tối này Khánh Vi ngủ với Khánh, xong rồi sáng ngày Xuân qua trở về cho bà ngoại, rồi lát nữa thì Xuân qua mới lên sau. Thì giờ Khánh với dì Hương với dì Tư Mần phát thì chắc Khánh phải phát bên cái bờ cỏ thấp phía bên kia, còn bên đây là cái bờ cỏ cao nè, không có phát được. Công nhận luôn đó, cái máy giác cái máy nó nặng thiệt, mỏi tay thiệt luôn đó. Mệt quá, mỏi hai tay. Có hả? Ai kêu ở? Ờ, con quên nó nói vậy. Bóp thắng cái gì hơn cái tay đó, nó mỏi dễ sợ mỏi luôn á. Mỏi gung 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 luôn, nó mỏi mà về nhà ngủ á nó vẫn còn mỏi luôn. Bùn cát nó văng mặt mày còn gì ta. Khánh mần đường tường, Khánh mần xung quanh chỗ nào dễ mần thì Khánh mần, còn đây chỗ hẻm hóc á thật cái máy vô không được, với lại có cây cối ở dưới đất á thì dì Hương mần. Hôm qua nay là mần bờ đường đi nè sơ sơ rồi, vừa mần trên đây sơ sơ rồi, còn cái khúc này có cây dừa Khánh không có mần được, để xíu nữa dì Hương mần. Cái này phải, nếu mà mần ở ngoài đường lộ á là phải đeo mắt kiếng thiệt luôn á dì Hương, mần ba cái sỏi đá. Trời nó bạn vậy vậy luôn á. Nó bóp bóp. Nó mà có đá là chặt tới nó văng, chặt tới nó văng lên vậy á. Làm rớt 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 rớt. Da sinh da lại cắt mẻ hết á. Ở vườn này vườn cũ có chiếc mẻ đó rồi ha. Ba bốn mở này Khánh với dì Hương mần mà ai đi ngang cũng đứng lại hỏi thăm chút xíu rồi mới đi tiếp, ai cũng vậy. Dì Hương nói là Khánh mua miếng đất này có duyên. Ai đi ngang cũng nói chuyện mà Khánh thấy công nhận đất ở khu vực này nè, như mấy nhà xung quanh đây nè, đất nhà ai cũng tốt hết trơn á. Khánh tính ngày mai á là cậu Út kêu thợ lên đặng đổ trụ, rồi cái đổ trụ xong cái làm hàng rào ở ngoài này nè, cái Khánh tỉa hàng bông dưa leo hay là hổ qua gì vậy đó, hàng dài cho nó bò ở trên cái hàng rào á, đặng mình có mình ăn.
bụng quá chừng luôn. Hồi sáng không đi thắng cũng đâu ăn sáng gì đâu. Cây sung quá không biết phải chặt ổn cái sung buổi sung hả? Không để dành mà vậy không biết. Rồi giờ lấy ra để Khánh đi chặt tàu lá chuối. Để Khánh đi chặt tàu lá chuối mới được. Chặt bên thảo bên trên. Hai cái thai rung mà hai cái giò nó cũng rung nữa. Kỹ ta. Lâu quên mua thấy cái nước tương rồi Dương ơi. Nãy quên mua cho nước tương rồi. Rồi gì hơn sẵn tơ nha. Này hồi sáng Khánh đi chợ Khánh mua đậu hũ. Đại bự bự gì luôn hết vậy. Thương mới bỏ bún vô. Chưa Khánh chưa có chòi, chưa có chòi cho nên là ngồi đại người bò vậy ăn luôn. Này là giá nè, giá hồi sáng Khánh đi chợ sớm. Khánh mua rau, mua giá, mua bún, mua dưa leo. Rồi bỏ này cho bóp cho nó dập dập này luôn. Ủa dì Tư bả đi đâu mất tiêu ta? Nãy má thấy bả ngồi đây mới màn đỏ nó mất tiêu rồi. Bả đi đâu rồi? Dưa Huyền còn mèo bả đi mất tiêu. Làm cho bả ăn nữa mà bả đi đâu mất tiêu cả. Chỉ về nhà không đó. Chắc phải đi đâu quá. Nghe bác mình có bà bập chưa? Bên kia bác bán rồi. Vài bữa nữa có chòi cái vô điện vô nước cái là khỏe rồi. Rau sống có ăn nước không? Có ba là ba ăn nước rồi. Dì Tư ơi, dì Tư lại đây nghỉ mệt ăn này nè dì Tư hả? Lại đây
nghỉ mệt ăn ăn này nè. Hèn gì nãy giờ con kiếm chị Tư hoài có. Ủa chị Tư đi đâu mất tiêu rồi? Con nghe bập bập con mới biết chị Tư đằng kia. Rồi rớt miếng ra ngoài. Cái muỗng rồi. Hả? Không coi tâm nồi á. Ủa tao tâm vỏ gì thôi. Có không? Rồi ăn này này gì vậy Tư ơi? Gì ăn rồi bằng tiếp. Ăn gì ta? Ai biết trời chắc hơi đủ rồi đâu có đủ 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 hồi nãy tính ghé mua chai nước tương sợ không đủ mà sợ như đó chắc đủ rồi thôi con mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn nha. Nó ăn sáng rồi hả? Dạ. Tư ăn đi chị Hương ăn cái gì hả? Con mời mọi người ăn bún nha. Ngọt quá cái tay nó gung gung cầm nó đũa không được luôn. Bị ấy cái đó tội mỏi lắm chứ. Hả? Cô cũng giỏi chứ mà. Con làm đại con thấy người ta làm con làm theo. Thấy làm mà làm đại cho biết bao nhiêu. Chứ nào tới giờ khỏe có biết làm đâu mà từ tao chứ đâu có nó đâu phá suốt được. Làm nổi được nhiêu được phải không? Được nhiêu được. Khá khác như đây cũng đấm đuối lắm rồi chứ không phải dễ. Trời ơi quải cái đó không phải gì nhỏ. Rồi cái bình xăng nữa. Ừ. Thì nó gung gung cái tay. Cái này của đàn ông. Ừ. Chứ của mình đâu. Người ta phát đường á chị. Ừ. Phát đường vòng vòng lỡ. Đâu phải của đàn bà mà em hay á chứ bộ. Cái này nó vô cái nào nó cứng là nó bạc dữ lắm á chứ không ai chơi đâu. Nó bạc hả? Tại vì nó cái chỗ chân giật nó giật á. Nó giật á. Trời ơi bữa hổm mới vừa thử á là ba cái đá hả nó bay dèo dèo luôn ở sao mà trúng á. Ừ, cái này là phải mang kiếng nữa chứ không phải là chơi rồi. Mang bụi kiếng lắm. Bụi nó bay ở trong vườn bụi với cây á. À. Cây mục mục á. Nó mang kiếng về cây mục mục rồi nó giang. Nó giang. Mình sợ tốt mát á. Thì nó sợ nó bay đúng không nó thích ra mày quay cái tay cầm nó đũa không có cảm giác luôn. Không có cảm giác rồi hả? Nó rung nó cảm giác luôn. Sao nào giờ sắp không cặp đấy không biết luôn. Nó mỏi hơn cầm con dao gấp mấy lần luôn. Cái đó nó nặng. Cái đó nó nặng mà sao chứ con dao đâu có được. Không phải gì nó không phải nó con nung nó dằn mấy nhưng mà nó dằn nó bạc. Nó bạc nó giật cái nặng á. Đó là cái máy phát cỡ là phát cái đường thẳng thôi á. Còn trong gấp phải luộc đó phát không được. Ừ. Sao giống được. Mày chỉ đi thẳng thẳng rồi nè. Vậy á. Phát lộ phát này cái kia vậy? Ừ. Còn có nói là phát lộ à. Ừ. Ngồi, ngồi gì Tư có ăn tách tay gì không vậy Tư? Không, ừ. Không ăn gì đâu. Ừ. Rồi, tách kia mới ăn chứ còn bình thường. Có, nó muốn ăn gì nó mua nó ăn thôi chứ gì đâu có làm gì. Ừ. Bây giờ mời ăn tách tay hay vậy? Chắc con không có ăn gì đâu. Ngày mai thở đi làm vậy. Ừ, mời thở làm hả? Ừ, ngày mai thở làm. Ở đây ít họ ít ăn tay giống như như có con có cá gì chiều người ta chở đi chơi rồi nó rối quán gì ăn gì vậy không tao muốn đi chơi tao thích đi mà giờ bệnh cái này họ cũng hạn chế bớt rồi. Ừ. Họ cũng không dám đi nữa mà đâu dám đi. Ừ. Như hồi xưa ví dụ như có người nào có chiều người ta chở con đi chơi một lát vậy đó. Ừ. Thì ấy còn giờ cái gì vậy
Nó rút một lần nó có bệnh hoạn gì. Tết 2 năm nay rồi họ bớt đi. Tết rồi họ không đi đâu, họ đi còn giờ không dám đi nhiều. Họ chỗ đông đó. Người sợ. Đổ không biết ngày xong không? Mấy người đó mà hai người. Nó là dở ăn hết rồi. Chắc ngày xong hả? Ừ, đủ đà dài đắng vậy hả? Mau đó. Không có đổ đà từ. Nhưng đổ gì em biết? Đổ tụ không hả? Đổ tụ không hả? Ừ. Đổ rụng mau. Đâu có thể gạch đâu đổ đà. Nói chứ không ngày sợ không gọi biết sao. Tại vì em còn cắt sắt rồi em bột một tay dê rồi đó. Chứ đâu phải mà để xuống đổ ào ào đâu. Một tay dê nó lâu nữa rồi cắt sắt ra. Thì làm cục dĩ. Nè không rồi đâu. Thì tôi nói vậy chứ không nhiều khi ông giỏi tao mừng. Tôi mừng cái nhà em á. Hai cái cột cái. Cái hai cột thằng gì. Đổ ngày hết là đồ luôn. Đổ lắm bình á. Ở nhà gì sáu một lần anh Khánh. Không ba lép á. Không biết ai nói với bà đổ á. Lép rồi. Là chồng của nó, của Tấm Quý rồi. Dì Tư với dì Hai ngày hôm qua có bà con nhau không? Không, dì Hai hả? Dạ. Em chồng. Ủa vậy hả? Ừ. Dạ. Vậy là em cũng không xã thứ tư vì ông xã thứ tư thì nó thứ năm á. Dạ. Dạ. Ủa sao chị Tan kêu bằng chị Hai ta? Chị Năm. Chị Năm hả? Vậy con kêu chị Năm. Còn con nhỏ ngoài đó nó kêu chị Hai tại vì nhỏ chị em bằng dâu nó là đậu đất ngoài á, ngoài sống. Thì nó hay về đây thăm bà ngoại không? Vì cũng thường vậy. Nó cũng về, nó lên giường rồi nó ký hoài. Ừ. Khi nó lên giường nó hái ổi rồi đó. Ừ. Nó ổi hay sao? Lâu quá chừng không gặp nó. Nó này hành với nó dữ lắm. Nó hai đứa con rồi. Ừ. Đứa gái này học con người. Ba hay bốn nữa. Tưởng đi đâu đi ăn à, đi khác bên bà ngoại của ông Kim Thi.